Vâng, thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam thì có trên dưới 1 triệu người mắc chứng tự kỷ và có xu hướng tăng cao. Mà một thống kê thì có tới 80 đến 90% người tự kỷ ở trong tuổi lao động không thể tìm được việc làm. Tuy nhiên thực tế thì vẫn có rất nhiều người tự kỷ có điểm mạnh về khả năng quan sát, năng khiếu nghệ thuật và cả cái sự tập trung cao độ nữa. Vâng, và việc hướng nghiệp, dạy nghề cũng như đào tạo việc làm cho người tự kỷ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, giúp người tự kỷ có được cuộc sống, công việc trọn vẹn mà còn góp phần không nhỏ giải quyết gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đây là một lớp học dạy nghề cho người tự kỷ. Những người bạn này đang làm công việc, đóng những chiếc sổ. Bàn tay làm việc khá khéo léo và thành thục tất cả các công đoạn. Một ngày, mỗi học viên tại lớp sẽ đóng được khoảng 5 quyển sổ. Con thằng này con làm từ A đến Z thuần thục luôn. Tức là việc khó nào, con phải làm được. 100% phải làm được. Cái này con tự chọn lọc. Phải kích thước xem của giấy nào phù hợp với sổ mà khách đang đặt. Sổ A5 là giấy A5, còn sổ A6 là giấy A6. Con thích làm sổ hơn. Bởi vì làm sổ phải cần có tỉ mỉ, chỉnh chu, không được làm sai, làm ẩu. Vì phần việc sổ còn phải có khéo léo, tỉ mỉ và có sự tập trung cao độ nhất định luôn. Những chiếc túi vô cùng đẹp mắt sẽ được bán lại cho khách hàng và mang lại nguồn thu nhập cho các bạn trẻ ở đây. Mình là học vẽ túi, túi gói và túi vải và vẽ cả tủ vỉ nữa. Cho nên là mình muốn hướng nghiệp dành cho trẻ tự kỷ. Sau đó là muốn có thể vẽ toan bán cho tất cả mọi người, có thể trả tiền, trả lương. Tùy theo năng khiếu, nhiều người tự kỷ vẫn có thể làm được các công việc phù hợp nhờ sự giúp đỡ từ gia đình, người thân và các giáo viên. Với các trẻ tự kỷ học cảm thụ âm nhạc hay học vẽ vô cùng quan trọng, những môn học này giúp các em kiểm soát cảm xúc bản thân, truyền tải thông điệp mà các em muốn gửi đến cuộc sống xung quanh. Các con nét vẽ thì rất là, nói chung là vẽ theo sở thích của các bạn chứ không phải kiểu gò bó vậy. Thế nên là nhiều lúc các bạn tính sáng tạo cũng rất là tốt. Màu sắc các bạn, nghĩa là màu sắc của các bạn rất là phong phú. Nói chung là vẽ thì để cho các bạn tĩnh tâm lại. Nhiều bạn thì nghĩa là các bạn hơi gọi là năng động một tí ấy, hơi nghịch ngợm một tí, nhưng mà khi vẽ thì để cho các bạn nói chung là rèn cái tính kiên trì, kiên nhẫn. Lớp hướng nghiệp cho người tự kỷ chủ yếu đào tạo các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội và giao tiếp, vận động thô, vận động tinh. Một mặt để các bạn có ý thức vận động, giảm các hành vi gây hại với chính mình và mọi người xung quanh. Một mặt khác để phục vụ cho nhu cầu đào tạo nghề. Xã hội ngày nay không chỉ riêng đối với trẻ, với gia đình trẻ mà cả xã hội. Bây giờ đây là một cái điều rất là cần thiết. Thứ nhất là mình giúp các bạn ấy tìm lại những cái giá trị của bản thân. Chúng ta cứ nghĩ rằng là các bạn tự kỷ, các bạn chậm phát triển trí tuệ thì các bạn ấy rất là nhiều người trong suy nghĩ mọi người nói là rất là vô dụng và không có, các bạn ấy không làm được cái gì cả. Nhưng mà thực tế thì trong cái quá trình làm việc của mình với các bạn ấy thì thấy rằng là không, các bạn hoàn toàn không phải những cái suy nghĩ như vậy. Ở một cái góc độ nào đấy, nếu như chúng ta mà biết tận dụng những cái khả năng, có rất nhiều bạn có những cái năng khiếu hoặc có những cái khả năng rất là đặc biệt. Và chúng ta tận dụng, chúng ta hỗ trợ các bạn đấy thì hoàn toàn các bạn ấy có thể hòa nhập được. Cũng vì tính đặc thù của rối loạn phổ tự kỷ mà xã hội chưa chấp nhận nguồn lao động này. Vì thế mỗi trung tâm hướng nghiệp dành riêng cho đối tượng này đều phải tự tạo ra môi trường để giúp các cá nhân phát huy khả năng của mình. Nếu có sự quan tâm của cộng đồng, các doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thì sẽ giúp người tự kỷ tự tin hòa nhập hơn với cộng đồng.